chuyên mục review nhà đẹp của Thảo Luân Home. Đến với video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn các biệt thự kiểu Pháp mang phong cách tân cổ điển của gia đình anh Phong và chị Hảo. Ngay khi nhận được yêu cầu tư vấn của anh chị, Thảo Luân Home đã đến tận nơi ở của gia đình tại Đồng Nai để khảo sát khu đất hiện tại. Với mọi công trình, trước khi thiết kế, chúng tôi đều đến tận nơi đo đạc, khảo sát vị trí mặt đất để đảm bảo thiết kế phù hợp và chính xác nhất. Sau khi nắm được yêu cầu của anh chị cùng diện tích đất, chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết để thiết kế gia đình các biệt thự 3 tầng với tổng diện tích lên đến 350 m². Trước khi khám phá vẻ đẹp các biệt thự này, thì trước tiên mời quý vị hãy cùng điểm qua chương trình khuyến mãi cực lớn tháng 10 và tháng 11 này của Thảo Luân Home, xây nhà nhận quà tận gia. Cảnh báo, ở đây chúng tôi cho không iPhone 14 Pro Max và SH150i siêu khủng. Không tin hả? Nhớ xem hết video. Hiện tại Thảo Luân Home đang có một chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn cho quý khách hàng thiết kế và xây dựng nhà ở từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 11. Giảm giá chi phí thiết kế từ 150.000 đồng còn 119.000 đồng trên 1 m². Miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói. Ngoài ra, khách hàng còn sẽ nhận được các phần quà tân gia có giá trị: máy lọc không khí, máy hút mùi, bình nước nóng lạnh, tủ lạnh, máy lạnh, bếp điện từ, máy nước nóng năng lượng mặt trời. Đặc biệt, với giá trị hợp đồng 5 tỷ, quý khách sẽ được tặng ngay một chiếc iPhone 14 Pro Max. Hợp đồng 10 tỷ sở hữu ngay một chiếc SH150i siêu khủng. Và để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, quý khách hàng có thể liên hệ ngay đến số hotline của Thảo Luân Home để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình nha. Quay trở lại với căn biệt thự của chị Hảo và anh Phong, đúng như yêu cầu của anh chị, chúng tôi thiết kế căn biệt thự theo phong cách tân cổ điển với tông màu chính là vàng kem và trắng sữa. Toàn bộ công trình được bảo vệ bởi hệ thống tường bao và cổng nhôm đúc nghệ thuật vững chắc. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh, bộ đôi vững chãi này còn giúp khối kiến trúc theo phần thẩm mỹ, hệ cột vuông chắc chắn cùng những họa tiết chạm nổi tinh xảo vàng đồng trên nền tường trắng sữa là điểm nhấn tạo cảm giác xa hoa và sang trọng. Bước qua cánh cổng nhôm đúc với những hoa văn nghệ thuật được mạ vàng tỉ mỉ là khu vực sân trước dùng để đậu xe, giúp thuận tiện trong việc đi lại. Bên trong sân, phía bên hông sảnh chính là một gara để bảo quản tài sản và xe cộ của gia đình. Lâu đài của gia đình anh Phong bao gồm 3 tầng, 1 tung, tương hưởng những tinh hoa cùng vẻ đẹp cổ điển của các tòa lâu đài phương Tây. Thiết kế là sự kết hợp các hình khối kiến trúc vô cùng đồ sộ của Nguyên Nga. Ngoại thất công trình được thiết kế độc đáo cùng các tường phào chỉ. Một điểm ấn tượng trong thiết kế của mẫu lâu đài này là sự bố trí kết hợp các cột lớn tại các khu sảnh chính, sảnh ban công các tầng. Các hệ cột này được thiết kế lớn, nhỏ, tròn, vuông với hình dáng và kích thước khác nhau. Điểm chung của hệ thống cột là rất chắc chắn và sử dụng họa tiết trang trí đồng nhất với nhau, mang đến thẩm mỹ cao. Mỗi đầu và chân cột đều được chúng tôi thiết kế bệ đỡ với các chi tiết hoa văn trang trí phào chỉ, ánh vàng kim làm điểm nhấn, không quá cầu kỳ nhưng vẫn bật lên rất sang trọng và đẹp mắt. Ngoài điểm nhấn ấn tượng bởi phong cách kiến trúc tân cổ, thiết kế của mẫu lâu đài này còn được làm nổi bật lên nhờ vào hệ thống màu sắc vô cùng tinh tế và bắt mắt. Bám sát yêu cầu của anh Phong là sang trọng và nổi bật, chúng tôi lựa chọn tông màu vàng kim và trắng sữa là những màu chủ đạo cho công trình. Không chỉ hợp với lối kiến trúc, sử dụng những tông màu này còn mang đến yếu tố phong thủy tốt, lại giúp công trình giữ được vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian. Toàn bộ hệ thống cửa sử dụng chất liệu gỗ kết hợp với kính cường lực giúp tăng sáng cho không gian bên trong. Việc sử dụng vật liệu gỗ giúp công trình càng thêm chắc chắn và làm nổi bật nét đẹp cổ điển. Bên cạnh đó, những khung cửa được các kiến trúc sư kết hợp nhiều kiểu dáng vuông, vòm khác nhau rất độc đáo. Sự kết hợp này giúp lâu đài phát lên vẻ đẹp hiện đại, mới mẻ và không nhàm chán. Hệ thống ban công tại tầng 2 và tầng 3 giúp các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng và chọn những khoảnh khắc thiên nhiên một cách hoàn hảo nhất. Để các thành viên trong gia đình thoải mái thư giãn nhưng vẫn đảm bảo an toàn, các kiến trúc sư đã sử dụng hệ thống lan can bằng thép mỹ nghệ. Các họa tiết màu vàng và đen mềm mại, uyển chuyển giúp ngoại thất công trình thêm đặc sắc và ấn tượng. Để tổng thể căn biệt thự trở nên hoàn hảo hơn, phần mái cũng là một trong những điểm nhấn được chúng tôi chú trọng. Hệ mái mantle kết hợp với mái vòm độc đáo, sử dụng gói lợp vảy cá có độ bóng cao giúp hệ thống mái có khả năng làm sạch và bảo vệ nội thất lâu đài một cách tốt nhất. Và quý vị thân mến, vừa rồi là toàn bộ vẻ đẹp ngoại thất công trình biệt thự của gia đình anh Phong. Quý vị nghĩ sao về những họa tiết trang trí độc đáo và sự kết hợp hình khối tạo nên đẳng cấp của công trình này? Có lẽ sự bề thế cùng những hình ảnh sắc sảo của mẫu biệt thự trên cũng đã nói lên được đẳng cấp cũng như trình độ thiết kế thi công của đội ngũ kỹ thuật sư, kỹ sư của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có những giây phút thư giãn và có thêm những ý tưởng nhà đẹp sau khi xem hết video. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp của Thảo Luân Home.